Ngọc Trinh chính thức tiết lộ về bạn trai đại gia mới, người yêu lớn hơn 20 tuổi, quen đã 2 năm. Anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi, tôi không bao giờ yêu người bằng mình, nhỏ hơn mình hoặc chỉ lớn hơn vài tuổi đâu. Tôi toàn yêu người lớn hơn 20 tuổi thôi, Ngọc Trinh chia sẻ. Sau mối tình ồn ào với đại gia 72 tuổi, Ngọc Trinh lại gây xôn xao dư luận khi công khai chuyện đã có người yêu mới giàu có không kém cạnh. Trong ngày sinh nhật của Ngọc Trinh, người bạn trai mới này đã cất công chuẩn bị cả căn phòng màu hồng vô cùng lãng mạn. Chẳng những thế, Ngọc Trinh còn hào hứng khoe rằng người bạn trai đó hứa hẹn với cô rằng chồng sẽ mãi mãi là người hầu vợ yêu đó, tẩm ướt cho vợ yêu và chăm sóc cho vợ, bưng yến cho vợ uống mỗi tối. Đã đẹp, đã giàu có lại được cung phụng chiều chuộng như Ngọc Trinh, có ai mà không mong muốn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự chán ghét đối với Ngọc Trinh. Trước phản ứng của công chúng đối với chuyện yêu đương của mình, Ngọc Trinh vừa lên tiếng trả lời và tiết lộ nhiều thông tin gây sốc. Ngọc Trinh đang hạnh phúc như thế nào với người yêu đại gia mới? Theo cảm nhận của tôi thì đây là tình yêu làm tôi hạnh phúc nhất từ xưa đến giờ. Anh ấy cũng là người chiều chuộng tôi nhất, cảm thấy như mình là cô công chúa nhỏ. Nói về sự chiều chuộng trong vật chất thì khó quá, thôi bỏ qua phần này. Nhưng tóm lại, anh ấy làm hết mọi thứ cho tôi, chỉ cần làm tôi vui, cái gì anh ấy cũng làm. Tình yêu này có sự trân trọng, chăm sóc tỉ mỉ từng chút một. Nói về bạn trai mới khiến Ngọc Trinh hạnh phúc nhất từ trước đến nay, vậy còn những người bạn trai khác của Ngọc Trinh thì sao? Tôi sẽ không so sánh đâu. Giờ so sánh thì mấy người trước họ đọc được sẽ buồn. Tóm lại, người mới này quan tâm tôi từng chút một. Những người trước cũng có quan tâm chăm sóc tôi nhưng không tỉ mỉ, chỉnh chu như người này. Anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi. Tôi không bao giờ yêu người bằng mình, nhỏ hơn mình hoặc chỉ lớn hơn tôi vài tuổi đâu. Tôi toàn yêu người lớn hơn 20 tuổi thôi. So với những lần yêu trước, có vẻ như lần này Ngọc Trinh kín đáo và ít chia sẻ về bạn trai hơn. Trải qua nhiều chuyện, lần này tôi thể hiện tình cảm một cách kín đáo, nhẹ nhàng hơn. Nghĩa là khi chưa có gì chắc chắn thì mình hạn chế nói, hạn chế khoe. Lỡ có chuyện gì thì nó cũng đỡ phiền. Tôi đã từng bị một lần nên rút kinh nghiệm. Người bạn trai này tôi đã quen được 2 năm nhưng tôi không công khai vội vì chưa chắc chắn. Như 30 cũng chưa phải là Tết. Nếu có một tương lai chắc chắn, chẳng hạn như đám cưới thì sẽ nói hết. Nhưng cũng khó lắm vì bạn trai của tôi lớn tuổi rồi, nếu đám cưới thì sẽ hơi bị ngại. Chứ làm con gái ai mà chẳng thích đám cưới, tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện đám cưới. Cũng không nghĩ tới tờ giấy đăng ký kết hôn, chỉ cần hai người sống với nhau hạnh phúc là đủ. Vì sao Ngọc Trinh lại bảo không còn quan trọng chuyện đám cưới ở thời điểm này chứ? Trong khi đó chị đã từng bảo sẽ lấy chồng năm 27 tuổi, thì dự định đó cũng thực hiện được đâu. Không nghĩ tới đám cưới nữa vì tôi nhận ra xung quanh có quá nhiều cặp đổ vỡ, bây giờ vẫn sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau là đủ. Cần gì phải ồn ào, bạn trai của tôi cũng không phải người quá kín đáo đâu. Do ảnh cảm thấy chưa đến thời điểm thích hợp, anh ấy cũng mong muốn nhiều người biết về mối tình với tôi, nhưng chưa tới thời điểm. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm này do mọi người ép tôi mới nói. Chứ mọi người cứ nói đến chuyện đời tư của tôi quá nhiều nên chẳng để ý đến mấy chuyện khác. Với lại nói trước bước không qua, càng ít người biết thì càng đỡ bị áp lực, sẽ sống hạnh phúc hơn. Vậy bạn trai đưa tiền cho Ngọc Trinh mua quà hay là tự mua quà tặng cho chị? Cái này không nói được không? Kỳ lắm, nói ra thì rõ ràng quá. Tôi không nặng nhẹ chuyện bạn trai đưa tiền cho mình hay là tự mua cho tôi, cái nào cũng được. Chỉ cần có lòng là tôi thích hết, miễn có là được. Trong showbiz người ta hay nói rằng nếu ai khoe bạn trai quá nhiều thì dễ mất, Ngọc Trinh nghĩ sao về điều này? Tôi biết điều này rất đúng luôn. Nhưng chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm nên tôi chưa khoe bạn trai thôi, chứ tôi tự tin về bạn trai của mình lắm. Trong đợt sinh nhật rồi, anh ấy đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc màu hồng cực kỳ lãng mạn. Anh ấy biết tôi thích màu hồng nên âm thầm làm hết. Lúc tôi bước vào phòng đã xúc động đến phát khóc. Anh ấy biết tất cả mọi thứ. Anh ấy còn bảo là phải lấy cho được nước mắt của tôi. Tôi rất hài lòng với cuộc tình này. Chẳng có bất cứ điểm gì về anh ấy khiến tôi không hài lòng cả. Tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc như gái đôi mươi, Lâm Khánh Chi khiến Trấn Thành khóc thét. Trước cảnh thức sủng của Hoàng hậu Trấn Thành, Lâm Khánh Chi đưa ra bí quyết giảm cân, lấy lại sự sủng ái của Hoàng thượng khiến nam danh hài khóc thét. Xuất hiện trong game show Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa năm, Lâm Khánh Chi có cuộc đụng độ đầy gây cấn với bạn sao Trấn Thành. Trước đó, nam danh hài từng khiến dân mạng cười vỡ bụng khi thực hiện clip nhái lại giọng nói của mỹ nhân chuyển giới. Góp mặt trong tập 4 Ơn Rời tuần này, Trấn Thành, Lâm Khánh Chi sẽ có cuộc đọ cả tài lẫn sắc kinh điển giữa bản real và bản fake. Với sự sắc sảo và phong cách quý phái, Lâm Khánh Chi hóa thân vào vai một quý phi tài sắc vẹn toàn, được hoàng thượng hết mực sủng ái.
Đồng thời Lâm Khánh Chi cũng là em ruột của Hoàng hậu Trấn Thành, người đang chịu cảnh thức sủng chốn Hồng Cung. Vừa mở cánh cửa bước vào căn phòng thử thách, cặp đôi Chi Thành đã lộ bản chất thảo mai hiếm ai bì kịp. Là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng Trấn Thành phải chịu đựng nỗi cô đơn phòng không chiếc bóng suốt một khoảng thời gian dài. Bởi tất cả sự ân sủng đều thuộc về Lâm Khánh Chi, điều này càng khiến cho Hoàng hậu Trấn Thành thêm phần bức bối. Trước nỗi lòng của người chị, Lâm Khánh Chi tua một tràng và cho rằng nguyên nhân khiến Trấn Thành bị thất sủng là thân hình ngày càng phì nhiêu. Trong khi đó, Hoàng thượng lại muốn một người phụ nữ mình hạt xương mai, chứ không vừa béo vừa tròn trùng trục như Trấn Thành. Nghe những lời chia sẻ từ phía đàn em, Trấn Thành khóc thương cho thân phận hẩm hiu, từ ngày lên làm hoàng hậu vẫn không được đối hoài. Không chịu cảnh hoàng hậu bị xa lánh, cô quạnh, dù là mẫu nghi thiên hạ, mỹ nhân chuyển giới, bèn hiến kế giảm cân thần kỳ cho tỷ tỷ. Nhiều lần cử thuộc hạ dâng trà giảm cân cho Trấn Thành uống, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã tăng liên tục 8 kg. Bị vị trưởng phòng ân rời trách mắng vì làm tượng cố tình hãm hại, cô nàng liền tung tuyệt chiêu giảm cân gia truyền. Lâm Quý Phi cho biết công thức giảm cân kinh điển này là chìa khóa để giữ được dáng thon trẻ lâu và giữ được hoàng thượng bên mình. Người đẹp 41 tuổi tiết lộ mỗi buổi sáng thức dậy cô không ăn sáng và ngồi trước gương trang điểm làm tóc đến 4 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi chia sẻ thực đơn ăn hàng ngày của mình, chỉ bao gồm trái cây và sữa không đường để duy trì được eo đẹp, dáng thon khiến Trấn Thành ngất toàn tập. Trường Giang thả thính mỗi ngày một ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc tuần trăng mật cùng Nhã Phương. Trường Giang chính thức đăng tải những hình ảnh hài hước trong chuyến đi tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Từ khi kết hôn cùng bà xã Nhã Phương, Trường Giang thoải mái chia sẻ hình ảnh về vợ và bày tỏ tình cảm của mình hơn trước rất nhiều. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Mười Khó đã chính thức đăng tải thả thính mỗi ngày một bức ảnh trong tuần trăng mật của hai vợ chồng ở Hàn Quốc. Nam danh hài viết: "Chúc mọi người có một ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ bên những người thân yêu." Vợ chồng Nhã Phương Trường Giang mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc trong tuần trăng mật. Kèm trạng thái gửi lời chúc ý nghĩa đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, cũng như hình ảnh vợ chồng trong chuyến đi tuần trăng mật tại Hàn Quốc. Cả hai vợ chồng đều khoe những khoảnh khắc đáng yêu trong chuyến trăng mật. Sau khi chia sẻ những hình ảnh chuyến đi chơi, Trường Giang nhận khá nhiều bình luận phía dưới. Cộng đồng mạng vô cùng thích thú khi liên tục để lại những cái tên hài hước cho bức ảnh như Giang kia đi đâu đấy, Bạch Tuyết và chú Lùng, Nhìn đi mô rứa ba, Cầm tay vô kẹo té, Công tố và quái vật, Yêu cặp này chết mất. Có lẽ chuyến trăng mật của Trường Giang Nhã Phương đã diễn ra được nửa tháng mới khoe ảnh. Thế nhưng độ hot của cặp đôi vẫn khiến cư dân mạng phát sốt vì sự vui vẻ nhí nhảnh của cả hai. Từ lúc cưới đến giờ có thể thấy nam danh hài thường xuyên thể hiện tình cảm với bà xã trên trang cá nhân. Sau thời gian rút khỏi V-Big, Trương Nam Thành tổ chức đám cưới với người yêu đại gia hơn tuổi. Đám cưới sẽ là một cái kết đẹp dành cho tình yêu của Trương Nam Thành và bạn gái sau một thời gian hẹn hò. Ngoài các vai diễn trên sóng truyền hình thì Trương Nam Thành còn khiến khán giả chú ý hơn bởi chuyện yêu đương của anh với các mỹ nhân. Tuy nhiên, sau thời gian ồn ào cùng màn cầu hôn giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2010 Phạm Thùy Linh, anh dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Vào tháng 3 2018, khán giả bất ngờ khi Trương Nam Thành công khai bạn gái hơn tuổi và chia sẻ về tình cảm mà anh dành cho cô. Nam diễn viên tâm sự: "Tôi rất muốn nói nhiều với cô ấy nhưng khó mở lời. Vì vậy qua đây tôi muốn nhắn nhủ lại rằng tôi đã kết hôn và đang song hành cùng cô ấy, là một điều mà tôi trân trọng. Người phụ nữ này đáng được nhận sự yêu thương và hạnh phúc. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẽ nắm thật chặt, quan tâm và luôn bảo vệ người phụ nữ này." Sau khi công khai hẹn hò, cả hai thoải mái hơn trong việc công khai khoảnh khắc hạnh phúc của mình trên mạng xã hội. Thời điểm đó, anh chia sẻ việc mình đã kết hôn và người yêu hơn tuổi sẽ đồng hành với anh trong cuộc sống. Và mới đây nhất, theo một nguồn tin thân cận, thì anh sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái hơn tuổi vào tháng 11 này. Địa điểm để diễn ra ngày trọng đại sẽ là thành phố biển Đà Nẵng. Mọi người đang rất mong đợi ngày anh chính thức tổ chức hôn lễ đặc biệt của đời mình. Bố mẹ nam diễn viên khá ủng hộ anh trong việc kết hôn với bạn gái. Họ thường có những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên nhau. Tại buổi tiệc sinh nhật vừa qua, vợ chồng Trương Nam Thành và bố mẹ chồng cũng ngồi gần nhau.
Sau khi công khai tình cảm, Trương Nanh Thành tuyên bố gác lại niềm đam mê với nghệ thuật, anh sẽ chuyển hướng sang một lĩnh vực khác để lo cho cuộc sống cá nhân. Chị vợ từ Mỹ về, Trường Giang mời đến quán phục vụ như thượng đế, bảo sao mà Nhã Phương quý. Trường Giang rất thân thiết với gia đình Nhã Phương, chăm sóc người nhà vợ như ruột thịt của mình vậy, bảo sao được yêu quý. Sau nhiều sóng gió trong tình yêu, cuối cùng Trường Giang Nhã Phương đã quyết định về chung một nhà vào cuối tháng 9. Sau khi tổ chức đám cưới, cuộc sống tân hôn của vợ chồng khá bình yên, hạnh phúc. Trường Giang dù có nhiều lùm xùm tình ái trước đó, nhưng vẫn được gia đình Nhã Phương quý mến. Chắc chắn một trong nhiều lý do chính là sự chân thành, quan tâm gia đình Nhã Phương như những người thân ruột thịt của mình. Thật khó mà đếm nổi những lần Trường Giang cùng gia đình Nhã Phương đi ăn uống, du lịch vui vẻ cùng nhau. Còn nhớ cách đây không lâu, chị gái Bảo Yến của Nhã Phương từ Mỹ về đã được Trường Giang mời đến quán của anh ăn, được nam danh hài phục vụ và giới thiệu món ăn rất tận tình. Có một chàng rể vừa khéo léo lại biết quan tâm đến người nhà vợ như vậy, thì sao mà không yêu quý cho được. Chị gái Bảo Yến của Nhã Phương ở Mỹ về được Trường Giang mời đến quán. Trường Giang tức tưởi phục vụ hết món nọ đến món kia. Trường Giang tỏ ra rất vui vẻ và hồ hởi. Ngoài chị gái của Nhã Phương còn có một nhóm người thân nữa. Trường Giang hướng dẫn phục vụ người thân của gia đình Nhã Phương rất tận tình. Nhã Phương chia sẻ rằng mọi người từ Mỹ về được thiết đãi toàn món dân dã, tuy nhiên ai cũng khen ngon. Trường Giang cứ khéo như vậy bảo sao gia đình Nhã Phương yêu mến. Gia đình Nhã Phương cũng rất hay đến quán Trường Giang ủng hộ. Còn Trường Giang thì rất nhiều lần đi ăn, đi du lịch cùng gia đình Nhã Phương. Chính vì cách ứng xử khéo léo mà rất chân thành, nên Trường Giang được gia đình Nhã Phương coi như người trong nhà, dù lúc này chưa tổ chức đám cưới. Các hoạt động vui chơi giải trí của nhà Nhã Phương, Trường Giang tham gia nhiệt tình. Không chỉ gia đình Nhã Phương mà gia đình Trường Giang cũng rất quý con dâu.